Love House, ngôi nhà chung mùa 14, được tài trợ chính bởi ứng dụng phát sóng trực tuyến kết nối bạn bè Bigo Live. Tập trước, các thành viên đã chính thức gặp nhau và đã có những ấn tượng đầu tiên về nhau. Họ sẽ trải qua những ngày cùng sinh hoạt trong nhà chung để tìm hiểu lẫn nhau. Sự xuất hiện của Khoa đã ngay lập tức gây ấn tượng với Hằng. Suốt bữa ăn, người ta chỉ thấy cô nàng luôn là người bắt chuyện. Sự chênh lệch tuổi đã trở thành một vấn đề khoảng cách giữa Sa và anh Duy về việc xưng hô. Hello, what's your name? My name is Kim. Kim? You can call me Kim. Oh, you know English? Yes. Oh, okay, good. Good. Yeah. Where do you come from? Me? Where do you think I come from? Vietnam. I don't know Vietnamese. Đấy là người Nhật. Nhật? Nhật. Người Việt. No. Malay. Malay. Malaysia. Malaysia. Anh chỉ biết nói một ít tiếng Việt thôi chứ không có nói được nhiều đâu. Biết. Cho nên là những bốn bạn nữ ai mà biết nói tiếng Anh tốt thì sẽ. Bạn này cũng xạo luôn nè, đây còn nói giọng kiểu sao để mình đổi giọng. Không phải. Giọng thật của bạn đó. Ồ sao giống ở nước ngoài vậy? Sao chương trình này toàn là người nước ngoài về không người ta? Không, mình là người Việt Nam. Ủa mà giọng tự nhiên cũng lại lắm đó tôi giờ. Như là bây giờ mình ăn cho cả nhà mình tới một món nè. Mình giới thiệu một tí nhờ. Ok giới thiệu. Chắc bắt bụng nhá. Sorry. Bình tĩnh. Đúng, I agree. Mình giới thiệu theo chiều kim đồng hồ nhỉ. Mình tên là Duy. Thì hiện tại mình 31 tuổi. Hồi xưa thì anh rất từng tham gia nghệ thuật. Nhưng hiện tại thì anh đang chuyển sang những lĩnh vực khác, như là anh là bảo vệ nè. Nhưng mà bây giờ anh làm nhân viên phục vụ. Anh hiểu không? Chút. À chút. Thôi. Anh tạm này các người phiên dịch cho anh. Ok. Hello mọi người, em là Tiên. Mọi người hay gọi em là Tiên Tiên. Hôm nay em 22 tuổi. Em là sinh viên năm cuối. Em học đại học kinh tế luật. Một doanh nhân tương lai. Tới lượt anh. Xin chào cả nhà. Mình tên Chiến. Chiến trong chiến trường á, bởi vì bố của mình tên Trường. Tại thì mình làm tự do, kinh doanh tự do. Với thỉnh thoảng thì có đi về làm đẹp. Mọi người đói chưa? Đói. Ăn thôi. Biết vậy nãy đừng ăn bánh mì. Mới ăn bánh mì, mới ăn bánh mì. Khi ăn thì chắc là mình sẽ đọc thư của chương trình trước nha cả nhà ơi. Có một cái lá thư. Em sẽ đọc lên nha. Sau khi dùng xong bữa trưa, các bạn sẽ có một thử thách của chương trình. Các bạn sẽ chia làm hai nhóm nam và nữ. Mỗi nhóm sẽ tự dựng và trang trí lều nhóm. Nhóm nào dựng lều và trang trí đẹp hơn thì sẽ nhận được một phần thưởng là một chầu trà sữa. Nhóm còn lại phải đi chợ nấu ăn tối nay. Wow! Thử thách hơi khó nha. Em nhìn Khoa cảm giác lớn hơn cho nên bị sưng liều á, cứ em hỏi á, liều liều á. À là Khoa sưng với... Không, mình bị liều á. Nhìn lớn hơn. Nhìn tại vì cao quá. Không phải già mà là cao to cho nên là mình cứ hay bị liều á. Được rồi, nói em được không? Xin cảm ơn ạ. Mục đích của Khoa tham gia chương trình này là gì? Bạn tới đây để làm gì? cười thôi, tự nhiên cười. Con bác rồi đấy, kiếm tay. Ở ngoài đường rất là nhiều mà. Biết rồi. Tại sao không kiếm ngoài đó? Vui hơn. Cũng có lý, tham gia vui hơn, tham gia ở đây vui hơn. Nếu mình kiếm được thì mình dắt về, nếu mình không kiếm được thì mình có bạn bè mới. Rất nhiều bạn bè. Những cái trải nghiệm á, đúng không? Nó khác biệt với ngoài đời sống
tại vì ở ngoài đời thực nha, kiểu không quen biết nhau, không bao giờ mà ngồi ăn chung gì hết trơn á, cũng không có nói chuyện luôn. Xin số điện thoại cũng sẽ không cho, tại vì cũng liên quan gì biết nhau đâu cho. Tại cái kia nọ rất là khó tiếp xúc. Sau bữa tiệc trưa, wow, các bạn đã lên nhận phòng để nghỉ ngơi. Ôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 giường à? Wow, đẹp thế. Mình sẽ nằm ở dưới này. Nhà của chúng mình đây. Tới nhà rồi. Ủa, có 4 giường luôn. mười lăm phút. Cái cửa đây nè. Cái cửa phải hướng ra ngoài. Tìm cái cửa đâu? Ê, bên kia bỏ vô rồi kìa, bỏ vô đây nè. Tay kia. Bên mình chắc rồi. Còn một cây nữa, còn cây một nữa cây đâu nữa kia. Thật mạnh vậy. Chín ơi, căng bên góc bên em đi. Góc bên kia kìa. Cái góc này sẽ nó cứ vậy kìa. Mình phải đúc được cái cây này vô đây nè. Kìa, giống như bên kia làm kìa, mọi người nhìn là biết hiểu à. Bên kia xong rồi kìa. Đây. Xong xuôi. Good job team. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Nếu sữa tôi chân trâu đường đen. Ờ, tôi đánh nhanh hơn rồi. Cái này khó lại. Ok mọi người ơi, kết quả thì đội này sẽ chiến thắng. Nếu không có sự xuất hiện của đội chúng ta. Ok, đội chúng ta sẽ có một thử thách chia ra làm đôi rồi đúng không? Thử thách của mình là rất là khó khăn, mình phải uống trà sữa, rất là mệt mỏi. Còn bên này á thì sung sướng hơn. Mọi người phải đi chợ chuẩn bị đồ ăn cho tối nay. Mà tối nay thì mình ở đây thì không khí nó cũng khá là mát mẻ. Chúng ta sẽ quyết định là ăn barbecue. Ăn đồ nướng thì cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ order đồ ăn để cho đội này đi chợ. Ok. Cố lên. Buổi trà sữa ngắn đã vô tình tiết lộ một bí mật giữa Khoa và Kim. Bữa gặp Khoa lúc mà Khoa diễn thời trang đúng không ta? Ủa, gặp rồi hả? Gặp rồi hả? Cái lúc mà diễn cái ngày... Ok, nói rồi, đúng. Nói đi. Xin lỗi. Lâu quá rồi. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng cũng để lại những sự nghi ngờ. Buổi tối nay, các bạn sẽ có một bữa tiệc barbecue để chào đón mọi người. Các thành viên đã chia làm hai nhóm, một nhóm đi chợ. Giờ mấy anh đi vô chợ cũng chắc tên luôn. Mua rau và mua than trước, còn lại là chúng ta bao nhiêu tiền chúng ta sẽ dồn hết vào mua thịt. Đấy, tối nay ví dụ mà kết như thế nào đấy thì hẹn hò nhau đi ăn riêng, cái kiểu vậy. Thế mà ở nhà mình không biết mình đem đồ ăn vặt theo. Thôi ở nhà em định vậy rồi đó chị. Chị hôm qua định mua rồi nhưng mà chị nghĩ là qua đây mình mua cũng được, nhưng mà đâu có nghĩ là mình ở bên này. Ở bên này thì không có đồ ăn vặt, không đi mua. Thôi vừa mình lên lấy danh sách đồ ăn á. Nhóm uống trà sữa ngồi điều hòa mát lạnh. Thích thực sự luôn ấy. Gục ngã. Bao nhiêu? 30 cân. 30 hả? Lấy 1 ký này. Lấy gì anh? Mình có cái 4 giờ phải đi tập. Anh tập ở đâu vậy? 5 giờ sau em Hoàng 2. Cũng gần đây mà. Ủa là anh tập trong meeting hả? Anh tập meeting. Bây giờ là đội đang nghỉ, nhưng mà còn đi tập với mấy anh bấm đi viên khác đó. Tập trung á, để cho mình hôm khi nào thi đấu lại để cho mình không mệt. Luyện thể lực. Dạ, luyện thể lực hai tháng nhảy. Thật sự em còn đi tập khi nhảy á, nhảy đứa khác đi nhảy.
Dạ thà sinh viên. Buổi tối nay các bạn sẽ có một bữa tiệc barbecue để chào đón mọi người. $1.370.000 là tiền đồ ăn thôi đúng không? Đúng không? 1.179.000 tiền đồ ăn. Vậy là mình bị lỗ gần 200. Thiếu. Mọi người bù đi, em mua đồ ăn vặt rồi. Đưa đồ ăn vặt với trái cây cũng hơn 500 ạ. Tóc đẹp à? Gì do? Bỏ rác đâu nhỉ? Rồi tự nhiên rửa tóc ta. Ví dụ như Duy Anh hoặc là Khoa Duy. Khoa đi. Khoa, anh Duy. Duy đều nhỏ hơn chị. Anh Duy lớn hơn, anh Duy 31 tuổi. Khoa chị xưng một tên. Em Duy. Duy Anh. Tại vì lúc đầu em xưng chị với chị. Cho nên là chị xưng chị với em luôn. Đây là gọi toàn Duy Anh. Hay lúc đầu em gọi chị bằng chị, rồi gọi em bằng em. Thường hay số kiếp đàn bà hơn 53 tuổi là đàn em các cụ dặn rồi. Để xem các cụ dặn được bao lâu. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Thời thế nó thay đổi thế kỷ 21. Đàn bà làm nóc, đàn bà làm nóc. Nhưng mà thấy vô lý đúng không? Ví dụ như nha, các phụ nữ á, sinh con xong thì mang nặng đẻ đau này, nhưng mà sinh con xong là con lại mang họ của chồng. Cơm nước nhà chồng tam tòng tứ đúc, công dung ngôn hạnh cái gì vân vân và vân vân. Đó là những thứ hồi trước tới giờ đã là phong tục tập quán, đó là truyền thống của Việt Nam rồi. Do mọi người tục rồi chỉ còn thay đổi sao? Cho nên chị nghĩ là cái hình tượng chị hướng tới sẽ là một người nóc. Ở đây, nguyên tắc ở đây, chân lý sống ở đây, mọi thứ đều ở đây. Họ sau, giờ vẫn thì. Họ sau, giờ vẫn thì. Giờ vẫn chưa có tình. Bởi vì đang chờ anh Duy Anh. Không, Duy Anh kiểu, Duy Anh kiểu, à? Kiểu. Đúng rồi. Nhưng mà Duy Anh kiểu hình như là kiểu gay gắt với Hằng á. Đúng không? Cho nên là tôi chưa giờ thấy kiểu bạn hơi gay gắt đấy. Mình thấy bạn của mình thôi, bạn nêu quan điểm bạn ra thì mình có quan điểm của mình để mình nói lại để cho nó có câu chuyện đấy. Thực ra thì em hơi nóng tính một chút cho nên là em nghĩ em làm nóc. Còn người yêu em thì là kiểu phải chịu được. Tính của bạn là không khác gì là tính gia trưởng của một người đàn ông ấy. Là tính của Hằng giống như một người đàn ông. Nói thẳng nè, cũng hơi nóng tính, đặt mục tiêu là phải làm cho bằng được. Nói chung là giống đàn ông. Mình có ý kiến chút. Hỏi riêng bạn không? Bạn nghĩ sao về một người đàn ông gia trưởng? Bạn nghĩ sao một đàn ông gia trưởng là bạn đó sẽ không nằm trong danh sách của mình được. Tại vì mình là người gia trưởng. Cái tính gia trưởng ấy là tốt hay nó xấu? Thì nó xấu. Xấu à? Ừ. Quan điểm của bạn đấy, nó có nhiều, nó có hai cái, trong một cái quan điểm, nó có hai cái luận điểm là nó mâu thuẫn với nhau. Đấy, một người có tính gia trưởng nhưng mà lại không thích một người gia trưởng. Nói chung là mình không thích đàn ông mà kiểu hay bắt lý lẽ. Quan điểm mỗi người khác nhau mà. Mình không thích một người bạn gái mà. Bắt đàn ông phải như thế này, bắt đàn ông. Ôi, cuối chương trình hai người mà quen nhau, tôi cười đi. Em cũng thế. Em thích như nào đi? Em hả? Thì hồi nãy em nói em thích kiểu trưởng thành. Em có thích muốn không được không? Không, cái đó là em thấy là người yêu mình như thế nào thì khi mình chấp nhận yêu rồi thì phải chấp nhận hết. Cái này em đang ở với anh đúng không? Em không biết. Chiến ở Trung Lập. Chưa mà mới ngày đầu tiên mà hợp hay không hợp nó là một chuyện, còn việc mình có cảm giác với người đó không là một chuyện nữa. Có thể trong bốn người mình sẽ không có cảm giác với ai hết, hoặc cũng có thể mình có cảm giác với một hai người, còn tùy. Hoặc là hôm nay mình có cảm giác với người này, mai người thích người khác, nó sẽ thay đổi. Đúng rồi, đường còn dài lắm. Duy Anh đang muốn tiếp cận Hằng nhưng thái độ của Hằng lại cho thấy một tín hiệu không vui.
sự xuất hiện của một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đã gây chút tò mò cho Thủy Tiên, và cô nàng đã quyết định theo anh đến sân tập. Giờ đi coi tập hả? Đi coi tập, em chưa bao giờ coi. Muốn đi xem thử. Ủa nhưng mà người ngoài có được vào không? Hay là... Chắc không, tùy theo đi huấn luyện viên đó. Không biết có cho không? Cho vô trước. Ôi. Tập xong rồi giờ mệt luôn á, không muốn đi làm gì nữa đâu. Đi về ngủ. bây giờ đang buồn ngủ nè. Đi tập còn buồn ngủ. Tập xong giờ còn buồn ngủ. Xíu hồi lên xe ngủ. Ngủ luôn. Không làm gì nữa. Ủa vậy là bây giờ gia đình của anh là đang ở Mỹ? Gia đình hết ở Mỹ. Bố mẹ anh chị ở Mỹ hết. Dạ. Nhưng mà chỉ có cô và dì và bác ở đây. Và hả? Ý là có một cái lý do đặc biệt gì không? Anh lại về Việt Nam hả? Ở Việt Nam gì? Ý là tại vì sao anh lại từ bên đấy về đây á? Cái này có chơi bóng rổ nhưng mà không biết bóng rổ Việt Nam. Nhưng mà qua đây thăm gia đình, thăm cô vậy mấy đó. Nên đi ra ngoài chơi bóng rổ. Mới biết người ta hỏi Ủa có chơi cho VBA. Khoa nói không biết cái đó là gì luôn á. Nên Khoa đi, nó hỏi đi try out. Giống mà đi thử. Khoa đi thử, có mấy huấn luyện viên muốn Khoa. Khoa nói ok chơi luôn. Nên bây giờ 5 năm rồi còn chơi bóng rổ ở Việt Nam. Cũng khí duyên. Cũng vui. Tưởng Khoa hết chơi bóng rổ rồi. Xong á, còn đi đại học á. Đi đại học nhưng mà nói kệ đi. Đi học online, đi qua đây chơi bóng rổ. Việt Nam vui mà. Hồi xưa trong trường cấp 3 của em cũng có đội bóng rổ. Kiểu như là ở Việt Nam thì thường là sẽ cho bóng rổ mà kiểu học sinh sinh viên thôi. Chứ hồi trước thì không có dạy chuyên nghiệp đâu. Hiểu rồi. Vài năm rồi. Đó, cũng có bạn chơi bóng rổ luôn. Vui mà. Thấy vui lắm. Chưa chơi à? Học sĩ có chơi bóng chuyền. Bóng chuyền giống nhau. Hồi xưa là đội tuyển bóng chuyền. Nhưng mà một tay thôi, không phải hai tay. Nó có thể đọc với lại là thốt nữa. Chơi rồi, kiểu... biết chơi mà. Volleyball đúng không? Đúng volleyball đúng. Có chơi, vui. Hôm nay, mai không đi làm đúng không? Không, em nghỉ rồi, chính em ở nhà thôi. Ở nhà thôi em, à? Em chỉ làm việc cá nhân thôi. Ok. Chứ không có việc gì nữa. Đi tập đi không? Coi. Ngồi đây được hả? Ok. My guy, thank you. He wants me to wear the next level. What's up, bro? Steph just gave me one. Damn, you all sweaty. The love house, bro. The love house. You're doing it. Huh? You're doing it. You said you're not doing it. I said I was. You said you're fixing it. They're recording right now. I know, but you told me. I was, but then they wanted to record. It's a little bit smaller. Okay. But yeah, no, our car. Xem ra cô nàng không đủ kiên nhẫn với môn thể thao này rồi. Kể về chuẩn bị với mọi người á. Ngày mai vậy em đếm. Ủa là lên đây mình làm gì vậy chú? Nhóm than hả? Vì muốn kéo gần khoảng cách với Sa, anh Duy chủ động rủ Sa lên sân thượng cùng nhóm lửa với mình. Có chừng... Ai chú ơi! Cái này cháu mua đúng không? Đâu có đâu, anh Duy mua luôn á.
Anh Duy là chú không? Ủa cái anh gì đó? À chú anh... Duy Anh hả? Đúng rồi, anh Duy Anh á. À thì mua than á là phải mua thêm que đóm gì để mua, hoặc mua dầu hôi nữa. À. Chứ không vậy thì nó không có cháy nổi. Nhưng mọi nỗ lực của anh chàng dường như đều không được xa chú tâm. Cuối cùng đành phải nói thẳng. Nhưng mà cháu nhìn coi, trong tất cả bốn bạn nam á, tại sao gọi bằng chú cháu sao tự nhiên chú bị ngượng quá. Không lẽ giờ chú nói cháu có thích chú không? Ai biểu lúc đầu chú kêu bằng chú chị? Ơi chọc em lo chứ sự trong bốn bạn nam á thì em ấn tượng ai nhất? Em vẫn chưa ấn tượng được với ai. Chưa ấn tượng được với ai luôn hả? Đúng rồi. Em thấy Duy Anh sao? Anh Duy Anh thì như là cái lúc mà ảnh đi chợ chung với em á thì ảnh là người chủ động mua đồ, mua than, mua nước các thứ. Hello. Ta đang tình cảm thiệt chứ nhảy vô đúng lúc ghê luôn. Đáng yêu thật. Đúng lúc này thì Chiến lên cứu tinh. Sa, em thấy anh Chiến như thế nào? Thì em thấy cũng bình thường. Cũng bình thường hả? Em thấy Chiến dễ thương chết đi được á. Thì nhìn mà anh kiểu cũng dễ thương đó. Chứ em thấy anh như thế nào? Thì em thấy anh cũng dễ thương đó. Thiệt luôn á. Tại vì mới có một ngày thôi, cũng chưa tìm hiểu nhiều được. Thì như là hơi ngại đúng không? Hơi ngại đúng không? Hỏi thật á, từ xưa tới giờ chưa từng quen ai hả? Đúng rồi. Chưa từng quen ai luôn. Chưa từng. Ồ. Có mối quan hệ chính thức. À có nghĩa là cũng quen rồi nhưng mà dường như là kiểu như nó mập mờ thôi. Mập mờ là trong mối quan hệ mập mờ đó có nghĩa là mình chỉ đang mến nhau chứ chưa ai là tỏ tình, ai là yêu để yêu thôi đúng không? Giống như là tự nhiên mến nhau thôi đúng không? Cái cách này nọ cũng giống như là những người yêu nhau nhưng mà nó không phải là yêu nhau, nhưng mà bạn cũng không phải bạn. Sao khó vậy ta? Sao bây giờ? Thì đó. Có nghĩa là một trong hai thương nhau nhưng mà không có tỏ tình ra đúng. Thì nó sẽ yêu đương phương đúng không? Không phải là yêu đơn phương luôn, cũng có hai thích nhau nhưng mà không có ai tỏ tình với ai đó. Vậy vẫn như là vẫn chăm sóc nhau kiểu như người yêu nhưng mà thực sự cũng chưa có tỏ tình, chưa nhưng có mà... xác định là yêu nhau đúng không? Nhưng mà mối quan hệ mập mờ đôi khi đó cũng có giả dối ở trong đó nữa. Thì đúng rồi, tại vì không, cái đó là không có xác định mà. Mình đúng không rồi, có xác định, mình chỉ là quan tâm tới người ta thôi. Mình quan tâm với người ta và mình biết người ta quan tâm tới mình. Nhưng mà mình vẫn với họ vẫn chưa là gì hết trơn, chỉ là quan tâm nhau thôi trên mức bạn bè. Kiểu mối quan hệ chưa trên tình bạn với tình yêu hiểu. Ở trên tình bạn dưới tình yêu đúng không? Đúng rồi, đó là kiểu như vậy đúng không? Qua sau buổi tập cũng đã về tới và lên gia nhập buổi tiệc cùng với mọi người. Xong mình lăn lên. Em giống như kiểu em bưng một cái, bấm một cái nó sẽ đứng như cái hộp mà các bạn lăn. Và sau khi Khoa về, Thành dường như đã trở nên thân thiện, vui vẻ hơn. Chị rơi với chưa nói giọng ní Khoa hiểu không? Hả? Rồi chưa nói cái tiền ní đây. Mà cái tiền ní với Khoa đó. Tiền tiếng nha. Ông không biết hiểu gì. Tiền tiếng nha gì vậy? Thất được với, thất được hả? Ủa? Chị nói giọng Huế. Ní đây. Chưa lắm thôi mình nặng như đi đó. Nói tiếng bình thường Khoa đã cũng không hiểu rồi chứ đừng nói tiếng đó. I don't understand what you're saying. Hay. Do you understand what I'm saying? Một pha phản nam cực khái đạo cực gắt luôn. Để từ vị trí. What are you talking about? I'm so stupid. Oh, I agree. Đó là tám người kéo hai. Chị không hiểu đâu. Người Việt nói tiếng Anh mà nghe như người Thái nói tiếng Anh vậy hả? Nó nặng thiệt đến nhiều đấy. À đúng rồi, đúng. Có nghĩa là chưa là mà là nặng cái ní. Chết thật sự. Có lẽ là mình chưa chưa là mình nặng cái ní đâu mà mình thắng nè. Ok ok. Nấu xong để cho ăn hả, đúng không? Ồ. Ok, nói không? Biết hiểu rồi, hiểu rồi. Để hút môi. Hết nói chuyện luôn. Em tưởng đá nó tan ra. Xong. Chưa bỏ nước trà vô hả? Em phải hút môi, rồi tràn rồi, đó là em phải lấu ý. Chị có hiểu không? Em còn không hiểu mà. Không hiểu luôn. Không thiệt. Mệt. Ok. Trời ơi, giờ em tưởng nước đá nó đẹp hàng ra. Ê chú. Này hết làm luôn. Rớt đồ ăn quá. Rớt nữa kìa. Xong luôn chị coi thôi. Khoa thích Kim. Biết, I mean, đẹp và dễ thương và biết giận. Thế của Kim, khi nào Kim ném rổ dạ dâu. Ném đi. Thử nha.
Thử đi. Hồi xưa bị rớt cái môn này nè. Đèn nhựa không bả? Đèn nhựa không bả? Wow. Xạo biết chơi mà. Xạo sao? Qua thích con gái chơi thể thao được. Khi nào Khoa chơi bóng rổ và con gái đó chơi bóng rổ ít Khoa được. Đối với mình ấn tượng nhất là đối với Khoa. Khoa rất là vui tính, tại vì cái giọng nói của Khoa cũng rất là khác mọi người, vì Khoa là không phải là người Việt Nam á. Cho nên là Khoa nói chuyện rất là lớn lớn, nghe rất là dễ thương. Mà mình rất hay chọc Khoa, tại vì thấy bạn ấy kiểu nhiều khi mình chọc bạn ấy không hiểu là mình đang chọc bạn đó, cho nên là rất là vui tính. Đây là cũng nói đùa thôi, nhưng mà kiểu là Khoa là một người khá là vui tính, cho nên là mình cảm thấy rất là ấn tượng về cái sự hòa đồng của Khoa. Đúng không? Anh em ơi! Một, hai, ba! Vô! Hai, ba! Vô! Hai, ba! Bốn! Chào bó tay. Dạ. Ngon, bạn ngon. Sao ăn Khoa đồng đất vì anh chặt gà, đỏ là tay. Sao đâu? Không, đầu tiên là phải chi ân tin đi chợ. Dạ. Mua rất là nhiều rồi anh. Cảm ơn. Rồi, hết rồi. Hả? Hả? Chào. Đây đi team này là team mua quà vặt, quà ăn vặt, bim bim mà hoa quả các thứ. Vỗ tay. Vỗ tay. Thôi, anh nghỉ á. Sao có tên gì? Sara for bếp. Mở làm luôn. Chào không phải luôn. Bỏ tay luôn. Đây mà hôm nay thì mình có tiếp xúc với lại anh Duy và có tham gia trò chơi thử thách các thứ, thì thấy anh Duy có vẻ vui vẻ hòa đồng hơn. Mà hôm nay mình lại nói chuyện với anh Duy nhiều hơn, cho nên là có lẽ là mình cảm thấy là mình sẽ kiểu như là cảm thấy nói chuyện với anh Duy sẽ thoải mái hơn. Là Duy ấn tượng về bé Sa. Bé rất là dễ thương mà trẻ con á, với lại bé cũng nhỏ hơn Duy đúng 12 tuổi. Duy cứ hay chọc bé là chú cháu với nhau, cho nên là Duy lại để ý bé Sa nhất. Những cuộc gặp gỡ ban đầu đã tạo ra được những cảm xúc nhất định đối với các. Cảm ơn Vigo Live, ứng dụng phát sóng trực tuyến kết nối bạn bè, đã tài trợ chính cho chương trình. Được trước tương lai, điều gì sẽ đến mỗi sớm mai. Nghĩ trong đầu, cuộc đời có bao lâu, nên là sống vô tư với nhau. Dặn lòng.